Hello, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì em tiếp tục sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ dì ghẻ bạo hành bé Vân Nam 8 tuổi. Và mấy ngày hôm nay thì em cũng rất là bận rộn nên là chưa ra những clip mới được. Và hôm nay thì em tiếp tục cập nhật được những cái thông tin mới nhất xoay quanh cái vụ việc này, nên em muốn đăng tải thông tin đến tất cả quý vị khán giả. Một cái nguồn tin mới nhất là hiện nay gia đình của con dì ghẻ là con Trang đó. Mình gọi là dì ghẻ cho mọi người dễ hình dung nhé. Chứ thực ra đây mình gọi là con tiểu tam, con xúc vật. Thực ra là nó rất là bức xúc, không có một lời lẽ nào để có thể dùng nó hợp lý với cái con này ha. Mình cứ gọi là con Trang đi. Đó, gia đình của con Trang ở tại Gia Lai á, là có chức quyền hiện tại là đang chạy trọt tiền, tức là rất nhiều tiền để lo cái vụ này. Và cái lo ở đây chính là về cái việc giấy tâm thần. Bởi vì nếu như mà lo cái vụ này được, có giấy tâm thần được thì có nghĩa là nó sẽ thoát cái tội tử hình. Đó, đây là cái thông tin rất là mới nha. Nghĩa là hiện tại thì cái thông tin vụ án này thì cũng không phải điều tra trong một ngày, hai ngày là xong đâu. Rất nhiều người nói rằng là có thể là gia đình của bé Vân An, mẹ của bé Vân An đã đồng ý để có thể là rút đơn kiện được hay không. Đúng không? Hay là dạo này không có thông tin gì mới. Thì theo thông tin mới nhất thì gia đình của bé Vân An sẽ không bao giờ rút đơn kiện mà bắt buộc sẽ phải kiện đến nơi đến chốn cho cái cặp đôi này một cái mức án cao nhất, đó là tử hình. Tử hình không thì vẫn là chưa đủ, bởi vì chưa vừa lòng hạ dạ. Đối với dân của cả nước hơn 90 triệu dân, người ta đồng lòng phải nói rằng là phải tra tấn 4 tiếng đồng hồ trước khi tử hình đó, thì đó mới gọi là vừa lòng khán giả của cả nước. Và hiện tại thì em cũng nhận được rất nhiều những cái lời bình luận cũng như những cuộc gọi của rất nhiều quý vị khán giả ở khắp cả nước, và còn nói rằng là hãy lên án mạnh mẽ cái sự việc này. Thì chắc chắn rồi, em luôn là một người đồng hành và sẽ lên án mạnh mẽ những cái sự việc là bạo hành trẻ em. Bởi vì hiện nay thì không phải riêng một vụ của bé Văn Nam, rất là tiếc thương cho em đã không may mắn sinh ra trong một cái gia đình như vậy và đã bị bạo hành ở mức độ là tra tấn 4 tiếng trước khi qua đời. Và hiện nay còn có vụ việc là đóng 9 cái đinh lên trên đầu của em đó nữa. Thì cái vụ đó thì em sẽ cập nhật ở những cái video sau. Và video này thì em sẽ muốn tập trung hơn về cái nội dung của bé Văn An. Và hiện nay thì cái con Trang này, cái thằng Thái này thì đã bị bắt giam trong trại giam rồi. Đó, và gia đình ở ngoài hiện tại cũng đang bị điều tra từ cái ông nội của thằng Thái, là chặn bố đẻ của thằng Thái, có nghĩa là ông nội của bé Văn An, đến bà nội, là đã có những hành vi tiếp tay là cả một gia đình cũng như là người chị của thằng Thái luôn làm cái bảo hiểm luôn. Có nghĩa là cả một gia đình tàn ác như vậy, tại sao lại vẫn nằm trong cái gọi là vị trí cao đó, một cái người gọi là có học thức, làm trong cái nghề gọi là bên phó giám đốc bệnh viện, rồi bên thằng bên con Trang thì lại làm viện kiểm sát, mẹ thì làm giảng viên ở trường học gì đó, đúng không? Người ta có xứng đáng để đứng cái vị trí đó hay không? Đó. Và hiện nay ấy, thì hai bên gia đình đang cố gắng hết sức để có thể chạy trọt tiền, lo lót để có thể là hòng thoát tội. Bởi vì là cái vụ này nó không mức độ là một tháng là sẽ xong đâu quý vị ạ. Nó rất là dài. Nên là mình mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ bằng cách là like, đăng ký kênh cũng như là comment những cái ý kiến của tất cả mọi người. Bởi vì theo thông báo mới nhất này, là mấy ngày hôm nay thì mình nhận được rất nhiều comment inbox, hình ảnh, bài viết và đặt câu hỏi một vấn đề rất nhạy cảm liên quan đến vụ việc của bé Vân An. Và mình không thể trả lời hết tin nhắn được. Đây, một là gia đình Vân An không bao giờ rút đơn bãi nại hay xin giảm án cho hai con đội lớp người kia đã hãm hại cháu Vân An, cũng như là gia đình vẫn đang chuẩn bị chú đáo mọi thứ để chờ ngày vụ án được xét xử. Mọi thông tin từ các nguồn khác nhau đều không phải là tiếng nói của gia đình. Hai là gia đình bé Vân An trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của cộng đồng mạng trong thời gian qua, và chắc chắn rằng hiện tại tất cả chúng ta phải tin tưởng các luật sư. Các luật sư thì sẽ có những cái điều tra cũng như là thủ tục pháp lý, chứ không phải là như chúng ta là chỉ cần muốn xử tử là xử tử ngay đâu. Chắc chắn rằng là sẽ phải cần một cái thời gian rất là dài. Và hiện tại thì cũng theo thông tin mới nhất từ luật sư Thơm quý vị, luật sư Thơm cũng đã chính thức là lên tiếng về cái sự việc này rồi, rằng là chắc chắn là luật sư sẽ theo cái vụ này đến cùng, cũng như là sẽ đứng ra để bảo vệ cho gia đình của bé Vân An cũng như là đòi lại công bằng. Nên là sẽ không bao giờ có chuyện là như mọi người nghĩ rằng là sẽ có thể nói rằng là nhận tiền của hai bên kia đâu. Luật sư Thơm cũng đã nói rất rõ nhé, là khi luật sư Thơm nhận được thông báo từ gia đình bé là cơ quan thành phố Hồ Chí Minh đã mời làm việc, đó có nghĩa là mời luật sư Thơm đến làm việc,
là vào ngày 21 tháng 1 đó quý vị. Đó, luật sư Thơm đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh và buổi làm việc thì đã kết thúc vào lúc là 5 giờ chiều. Và cơ quan điều tra sẽ làm hết trách nhiệm, làm triệt để vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Và tất cả những cái vấn đề liên quan đến vụ án sẽ được làm rõ và nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội để lý giải tội ác tàn độc, vô nhân tính của các đối tượng, chứng minh làm căn cứ để xử lý nghiêm minh. Và cảm ơn mọi người đã tạo điều kiện cơ quan điều tra đối với luật sư và trong việc tham gia tố tụng bảo vệ quyền hợp pháp cho cháu bé. Và những cái thông tin luật sư Thơm ấy, thì cũng có nói rằng là sẽ không bao giờ có chuyện là luật sư sẽ nhận tiền của bên nào hết, cũng như là sẽ đứng nghiêm về bên cái công lý, có nghĩa là sẽ bảo vệ bé Bạch Đào cũng như là sẽ trừng trị kẻ ác. Và đây luật sư Thơm có nói rất là rõ nhé, đã có một số đối tượng không muốn luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho gia đình bởi sự quyết liệt không khoan nhượng trước tội ác của chúng, hoặc vì những động cơ mục đích khác, nói luật sư đã bị mua chuộc nhận tiền của gia đình hai đối tượng trên, vì trên đời này có ai làm gì không công đâu. Nhận lại từ bỏ chi phí từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc trợ giúp để pro bản thân, có nhiều khách hàng để kiếm nhiều tiền, không ai có thể khuất phục được con đường bảo vệ chính nghĩa của luật sư, dù phải đương đầu với mọi khó khăn nguy hiểm. Đã có gia đình bị cáo quỳ gối xin tha thứ hay sẵn sàng đưa bao nhiêu tiền, nhưng luật sư không bao giờ làm trái với lương tâm. Đây là một trong những cái tuyên bố của luật sư Thơm, thì mình tin rằng mọi người sẽ tin tưởng vào luật sư, bởi vì đã làm luật sư thì chắc chắn là họ phải cần tiền, nhưng họ cũng có cái lương tâm. Và luật sư Thơm đã đứng ra bảo vệ rất nhiều những cái vụ bạo hành cho trẻ em. Và hiện nay thì chúng ta phải tin tưởng luật sư Thơm là sẽ chắc chắn rằng sẽ đòi lại công bằng cho cháu Vân An. Và đặc biệt là chúng ta có thể thấy rằng là cái con Trang với thằng Thái này, nó là một cái hành động rất là man rợ, tra tấn một đứa trẻ. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng là tra tấn một người lớn thôi, 4 tiếng đồng hồ, có chịu được hay không, đúng không? Và đã có thể nói là đánh đập, gãy xương sườn, tụ máu não. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng là cái thằng bố của nó mới gọi đáng lên án. Bởi vì chính người bố đẻ của mình, người ta nói rằng là hổ dữ không ăn thịt con. Cái con Trang nó đã ác rồi, nhưng mà thằng Thái nó lại ác thêm nữa. Bởi vì khi một người bố ruột chứng kiến con mình bị bạo hành mà nó lại còn hùa theo để đánh đập cháu Vân An, đó mới gọi là một cái hành động man rợ. Tiếp theo nữa là ông nội, bà nội biết cái sự việc là bị cháu bị bạo hành, không lên tiếng, đúng không? Không lên tiếng. Và đặc biệt là đến khi cháu Vân An qua đời rồi thì họ lại đổ lỗi cho mẹ ruột của bé Vân An là đã không quan tâm đến con. Thì bởi vì là bây giờ đã mỗi người một nơi, đó, ly dị mỗi người một nơi rồi. Và đặc biệt là con Trang này với thằng Thái không cho cháu đang gặp mẹ của nó, gặp là đánh, nên là phải bắt camera để theo dõi và không cho cháu Vân An nói chuyện với mẹ hay là liên hệ này kia luôn. Bởi vì nếu mà liên hệ sẽ lộ. Và mình không hiểu là lý do vì sao lại có thể là hành hạ, đánh đập đến mức độ như vậy, đánh đến chết luôn. Thì mình không hiểu là cái đầu của bọn nó cũng như là cái suy nghĩ của nó như nào, không thể nói là một con người nữa. Đấy không phải là một con người. Và cả chị ruột của thằng Thái cũng tiếp tay trong cái vụ này. Và mình tin rằng công an sẽ phải điều tra cả gia đình nhà nội đó. Còn bên ngoại thì mình không nói, bởi vì bên ngoại hiện tại chỉ có chạy chọn giấy tờ thôi, là để lo cái giấy tâm thần, là việc xác nhận của địa phương, xác nhận của chính quyền để hòng chạy tội cho con Trang, để cho nó thoát án tử hình đó. Nhưng mà mình tin rằng pháp luật sẽ rất là công tâm, cũng như sẽ điều tra đến đúng người đúng tội, và sẽ phải có cái mức án cao nhất cho cái cặp đôi này, bởi vì nó đã hành hạ một cách man rợ. Và hiện nay những cái việc mà bạo hành trẻ em đang lên mức rất là căng thẳng. Quý vị có thể thấy rằng là chỉ cần trong vòng một tháng thôi, rất nhiều vụ bạo hành đã xảy ra. Những cái vụ gọi là đánh chết người, rồi đóng đinh lên đầu, quý vị thấy không? Mình chỉ cần bị té, bị chầy chân tay đã thấy đau rồi, mà người ta có thể nỡ lòng nào làm những cái việc mà vô nhân tính. Thật đúng thực ra là gọi là không thể nào mà tha thứ cho những cái tội lỗi này được, bắt buộc phải loại trừ ra khỏi xã hội. Nhưng mà trước khi loại trừ, chúng ta phải tra tấn, phải hành hạ, phải đau đớn hơn khi mà nó tra tấn người khác, để cho nó hiểu được cái cảm giác đau đớn tột cùng như nào, sống không bằng chết. Đó, cháu Vân An đã ra đi thì mình tin rằng là đấy là một sự giải thoát. Nếu mà cháu mà còn sống thì không biết là khổ đến mức độ nào nữa, đúng không? Ăn cơm phải vừa lau nước mắt vừa ăn cơm. Quý vị thử thấy ra là có buồn cho em Vân An không? Tất cả hiện tại thì hàng hơn 90 triệu dân Việt Nam đều đồng lòng lên tiếng, dù là người ta không phải là họ hàng thân thiết, chỉ là một người dưng nước lã thôi. Nhưng mà khi nghe kể về câu chuyện này thì họ đều cảm thấy rằng là quá tội cho cháu Vân An.
Bởi vì tại sao cháu mới có 8 tuổi thôi lại bị cái con vô nhân tính, con súc vật kia tra tấn đến mức độ mà gãy xương sườn, tụ máu não, tràn dịch phổi, đến mức độ mà cháu phải qua đời đó. Mà đến mức độ thằng cha của nó thì lại nhằm xóa dấu vết, xóa camera, bảo vệ nhân tình của mình và nói là nhận đến một tội lỗi và bảo vệ cho cái con Trang kia. Và lại còn bảo bị tâm thần, bị tâm thần mà lại biết đi giật chồng người ta, biết đánh con người ta, hành hạ con nhà người ta, biết ghi giấy, bắt lau nhà, bắt dọn dẹp, bắt này kia, đúng không? Một cái hành động man rợ như vậy. Đó là một cái con người gọi là có đầu óc, họ biết nhận thức được cái việc làm của mình. Tại sao họ lại như vậy? Đấy là một con người quá tàn độc, có thể nói là từ cái thời Trung Cổ đến bây giờ. Mà bây giờ họ có thể làm được thì mình cũng không biết nói lời nào nữa. Và mình cũng mong tất cả quý vị khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ bằng cách là chia sẻ clip lên những cái nơi, ví dụ như Facebook, Zalo, để cho nhiều người xem. Và bấm like đăng ký kênh để theo dõi những cái nội dung mới nhất. Và em cũng sẽ cập nhật thông tin liên tục khi có những cái chuyển biến mới. Đặc biệt là sẽ xem gia đình của thằng này nó sẽ làm gì để có thể hòng thoát tội, khi mà chúng ta có thể thấy rằng là một cái động cơ rất rõ ràng cũng như là đã bạo hành cháu gái đến qua đời. Và đặc biệt hiện tại thì chúng ta phải nói rằng là sẽ phải điều tra hết cả nhà nội để biết được cái động cơ, cũng như là họ đã biết cháu mình bị bạo hành tại sao lại không lên tiếng và đã tiếp tay cho kẻ ác hành hạ cháu gái đến khi qua đời. Rồi, và video này em đã dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều.